Học toán. Hello, hello. Chào các bạn học sinh. Chúng ta đến với mát thích học toán của thầy Hiếu. Bài hôm nay, chuyên mục 5 phút học toán lớp 3 sẽ là một bài tập cũng khá là thú vị. Theo quy luật, hãy tìm tên của cái ổ khóa cuối cùng. Ở đây chúng ta có ba cái ổ khóa đã biết trước cái mã của nó và ổ khóa cuối cùng thì chúng ta chỉ biết cái số ở cái khóa nhưng chúng ta chưa hề biết cái uh, cái chữ ở cái cái khóa này. Thế bây giờ chúng ta thấy này, ADA thì ứng với là gì nhỉ? ADA ở khóa thứ nhất ứng với 141. Sau đó chúng ta có là DGA nó sẽ ứng với 471. À thế thì như vậy chúng ta thấy là A nó sẽ tương ứng với số 1. Đúng không? D nó sẽ tương ứng với số 4. Rồi G sẽ tương ứng với số 7. Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra thêm DAG D là số 4. A là số 1 và G là số 7. Vậy bây giờ chúng ta có 7, 1, 7. 7 thì là G, 1 là A. Vậy chúng ta sẽ có cái mã ở đây. Nó sẽ phải là G, A, G. Đúng không nào? Rất thú vị. Rồi chúng ta còn rất nhiều những cái bài tập hay ho nữa ở trên website matic.vn. Các bạn học sinh hãy đăng ký kênh của thầy Hiếu cũng như là đăng ký website để chúng ta có thể học nhiều những cái bài toán thú vị hơn nữa các nội dung nâng cao các nội dung toán tư duy chọn lọc hay là toán tư duy Singapore còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại.